Trong những ngày vừa qua, báo chí và cộng đồng mạng nhắc nhiều đến cụm từ bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản. Nhiều ý kiến cho rằng, phải đấu tranh kiên quyết với hiện tượng công thần và kiêu ngạo cộng sản bằng những phương thuốc đặc trị. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một số ý kiến tâm huyết của các tướng lĩnh quân đội và cán bộ, tri thức trẻ về vấn đề nóng hổi này. Theo Đại tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có biết bao tấm gương về sự cống hiến, hy sinh. Nhiều người được phong tặng danh hiệu anh hùng, nhưng sự hy sinh của nhân dân mới là sự hy sinh lớn nhất và cao quý nhất. Vì vậy, không ai được phép dùng công trạng nhỏ bé của mình để tâng bốc bản thân. Có những hành động và phát ngôn bừa bãi, ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi người có một sứ mệnh của mình. Có người có thể lập chiến công trong một giai đoạn nhất định, nhưng lợi dụng để vỗ ngực, kể công thì không nên. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Trong cuộc sống, nếu không giữ được phẩm chất, giữ được truyền thống thì người đó sẽ tự xóa bỏ danh dự của mình. Làm tướng, khi còn đương chức hay đã về hưu, thì trước hết cũng là một người dân. Hãy làm tròn bổn phận của một người dân đi đã. Anh có quyền đóng góp, có quyền phát ngôn nhưng không được hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, bóp méo hình ảnh đồng chí, đồng đội của mình. Ở tầm của một vị tướng khi phát biểu thì phải đặt lợi ích của quân đội, của nhân dân lên trên, đừng để bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Mình phải giữ được truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Cũng không nên vì công thần mà xem thường cán bộ lãnh đạo thế hệ sau. Tướng giỏi về chính trị và có tố chất về quân sự, lại được đào tạo qua trường lớp bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn thì được giao trọng trách lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự càng tốt chứ sao. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng là một thầy giáo dạy lịch sử đó chứ, nhưng đã chỉ huy quân đội xuất sắc. Quan trọng của người cầm quân là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Làm tướng nếu xây dựng được chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chăm lo xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy nhân tài, xây dựng được mối đoàn kết, trên dưới đồng lòng, quân với dân một ý chí thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Quân đội có mạnh đến mấy mà nhân dân không tin yêu thì làm việc gì cũng khó. Bài học của Liên Xô là một ví dụ. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 1. Ý kiến của Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, bệnh công thần là vô cùng nguy hiểm. Người ta tự cho mình là công thần rồi nói năng bất chấp đúng sai. Ông cũng chia sẻ, mấy hôm nay, các đồng đội của ông đến chơi đều không đồng tình về việc một vị tướng được phong danh hiệu anh hùng nhưng lại lên mạng xã hội nói về vấn đề Biển Đông, nói về các tướng lĩnh quân đội không đúng sự thật. Đồng chí đó được tìm hiểu nhiều về lịch sử, có nhiều thông tin, đáng nhẽ phải phát biểu có tính xây dựng thì lại đưa ra những quan điểm sai trái, không đúng sự thật. Mà giả sử có đúng là tướng không qua chiến tranh thì đã sao? Đó là một điều đáng mừng cho dân tộc, cho đất nước. Bây giờ anh em được đào tạo qua Học viện Quốc phòng, tiếp thu các kiến thức đã được đúc kết qua các cuộc kháng chiến cả trong nước và thế giới. Theo Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, thời của ông ra trận kẻ địch đối kháng trực tiếp, còn bây giờ trong thế giới hội nhập, xu thế đối thoại hơn đối đầu, vì vậy cần phải có đối sách mềm dẻo, linh hoạt để vẫn giữ được độc lập chủ quyền trong hòa bình, phát triển. Đối ngoại quốc phòng thời gian qua là rất hay, ta vẫn rèn luyện, sẵn sàng lực lượng để chỉ dùng khi bất đắc dĩ, nhưng chưa cần thiết thì dùng giải pháp thảo luận, trao đổi, đối thoại. Ông đề nghị không chỉ những cựu chiến binh mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nhận diện, đấu tranh với bệnh công thần, kiêu ngạo. Chính Bộ Quốc phòng, Hội cựu chiến binh Việt Nam cần vào cuộc, có những ý kiến chính thức để đấu tranh với những hiện tượng công thần, kiêu ngạo, gây hại cho Đảng, cho đất nước, quân đội và nhân dân. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, đồng tình với quan điểm báo Quân đội Nhân dân nêu về bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết ông cũng rất đau lòng khi biết vừa có thông tin trên mạng xã hội về những cán bộ phát biểu tùy tiện, có dấu hiệu kiêu ngạo, công thần, trong đó có cả một sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước khiêm tốn cho rằng, những tướng lĩnh như bản thân ông đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng luôn nhận thức rằng, những gì đã làm được là rất nhỏ bé đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc, đóng góp cho Tổ quốc là nghĩa vụ. Khi đã đi làm nghĩa vụ, làm cách mạng thì không được kể công, càng những người mang quân hàm tướng, những người đi trước là cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước lại càng phải nhận thức như trên. Những gì chúng ta đã cống hiến chỉ là hạt cát nhỏ giữa biển cát mênh mông của cuộc cách mạng mà thôi. Bác Hồ cũng không tự nhận xét mình là người có công nhất, chỉ có nhân dân công nhận và vinh danh Bác Hồ. Tướng lĩnh ngày xưa là những tướng lĩnh qua đánh giặc mà trưởng thành, nhưng mà cũng nhờ sự giáo dục của Đảng, sự rèn luyện của quân đội, tập thể người ta đưa mình lên. Không phải tự nhiên một mình cá nhân anh mà lên được như vậy. Quân không đánh giỏi thì làm sao anh có thể lên tướng được. Cho nên cái tướng của anh có công của nhiều cán bộ, nhiều chiến sĩ mà trước hết là những người đã hy sinh. Tư tưởng chê bai thế hệ đi sau một cách vô lý theo ông cho là thiển cận. Ngày hôm nay mà không tiến bộ hơn ngày hôm qua thì anh làm cách mạng làm gì?
Anh làm được một ông tướng trong đánh giặc để mục đích sau này. Thế hệ đi sau tiến bộ, gánh vác trách nhiệm mà lịch sử giao lại. Trước hết những người đi trước phải là những bà đỡ, điểm tựa cho những người đi sau tiến lên. Một vị tướng anh hùng, trong kháng chiến chống Mỹ được phong anh hùng ở cấp trung cấp và sơ cấp thôi. Sau này được làm công tác về lịch sử, lẽ ra phải là con người trung thực với lịch sử, bảo vệ lịch sử. Thế mà lại nói một câu ngao ngán rằng, tướng bây giờ chưa biết chiến tranh. Thế thì đồng chí muốn đất nước này tiếp tục có chiến tranh để có tướng đánh giặc à? Không có tướng đánh giặc mà quân đội vẫn vững mạnh, đất nước vẫn độc lập, giữ được chủ quyền, hòa bình, vẫn giàu mạnh tiến lên, đó mới là mục tiêu của quân đội ta. Ông cũng không đồng tình với tư tưởng Công Thần ở khía cạnh không tin tưởng, khích lệ thế hệ đi sau. Mình đi trước nếu là người đứng đắn, thấy thế hệ đi sau họ tiến bộ thì mình phải cảm thấy hạnh phúc. Như bản thân ông, có đồng chí trước đây chức vụ thấp hơn, sau tiến bộ hơn, chức vụ, quân hàm cao hơn. Ông rất hạnh phúc bởi lớp đi sau được bồi dưỡng, giúp đỡ và kế thừa rất tốt. Rồi, Công Thần đến mức nghĩ mình là giỏi, chê bai cả công tác đối ngoại quốc phòng theo ông cũng là sai. Chưa bao giờ hoạt động công tác đối ngoại quốc phòng được như hiệu quả lúc này. Khi mà các thế lực thù địch chống phá đất nước, không riêng gì các nước khối ASEAN, mà kể cả các nước đối đầu, thù địch với nước ta trước kia nay đều có quan hệ ngày càng tốt hơn. Tất cả các mối quan hệ trong công tác đối ngoại đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, thêm bạn bớt thù. Trong điều kiện đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh, các thế lực thù địch còn điên cuồng chống phá, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc còn nhiều thách thức thì đây là lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có những tướng lĩnh về hưu phải chung sức, chung lòng, chia sẻ với quân đội. Những tướng lĩnh đã về hưu phải là điểm tựa cho quân ủy trung ương, bộ quốc phòng để góp phần tham mưu cho đảng, nhà nước, quân đội vượt qua khó khăn, thách thức, đó mới là đạo của người làm tướng. Luật sư Bùi Quang Thu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Theo ý kiến của luật sư Bùi Quang Thu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thì những sự việc một số cán bộ nghỉ hưu mắc bệnh công thần vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của đảng khiến dư luận bức xúc mấy năm gần đây, có trường hợp đã bị xử lý nhưng cũng còn trường hợp có nhiều lời nói, việc làm sai bị cộng đồng lên án vẫn chưa thấy xử lý. Theo luật sư Thu, với những dấu hiệu sai phạm của một số người mắc bệnh công thần, đã có đủ cơ sở để các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các cơ quan pháp luật, cấp ủy đảng các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và các đoàn thể liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ, nếu xác định có vi phạm đến mức xử lý thì phải xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của đoàn thể liên quan. Lưu Thị Phương Anh, sinh viên lớp báo mạng điện tử K36A1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì chia sẻ như sau, là thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước hòa bình ổn định và ngày càng phát triển. Cô nhận thức rằng, để có nền độc lập tự do như hôm nay, các thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng những hy sinh gian khổ. Từ các cuộc chiến tranh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng đã xuất hiện những tấm gương anh hùng chiến đấu dũng cảm, quên mình, hy sinh dâng hiến cả tuổi thanh xuân, thậm chí xương máu, tính mạng của mình cho nền độc lập, tự do của nước nhà. Có người từng được tôn vinh, báo chí, phim ảnh nhắc nhiều và trở thành thần tượng của thế hệ trẻ. Thế mà không hiểu tại sao những người đó lại có thể thay đổi đến như vậy. Nhiều người đã vươn lên, tiếp tục đóng góp, dựng xây đất nước nhưng thật đáng buồn lại có một số ít thương binh công thần. Lợi dụng danh nghĩa thương binh để tham gia vào những việc như đòi nợ thuê, gây sức ép ở những nơi cần giải phóng mặt bằng. Hay như vừa rồi, có nhóm người tự xưng là thương binh quậy phá đòi đặc quyền nhận vé vào xem bóng đá. Thậm chí có chủ tịch một hội liên quan đến thương binh mà lại tiếp xúc, tham gia các hoạt động do những đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị chống phá đảng, nhà nước tổ chức. Thì phải chăng họ đã bị phế về tư tưởng, về nhân cách, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiến công, hy sinh của cha ông, thế hệ trẻ luôn trân trọng và biết ơn. Nhưng cũng thật sự cảm thấy thất vọng khi có trường hợp nhân vật là thần tượng của mình một thời bỗng dưng sụp đổ. Những năm chiến tranh, từ phong trào thi đua, các đơn vị quân đội, các tập thể và toàn quân, toàn dân đã người người thi đua, xây dựng nên hình ảnh những người anh hùng. Vậy thì thời bình, khi họ mắc sai lầm, rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, của toàn xã hội để phê bình, đấu tranh, giúp họ nhận thức, sửa sai, tiến bộ. Còn với những người không còn xứng đáng nữa thì cũng cần có kết luận rõ ràng, không để tốt xấu lẫn lộn. Không để những tấm gương mờ làm giảm niềm tin của thế hệ đi sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tin Đối Chứng. Nhớ like, share và subscribe để